Chào mừng các bạn đã đến với duytuan.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét nhanh chiếc Sony A7 Mark III. Trước hết xin cảm ơn shop Giang Duy đã tài hỗ trợ thiết bị cho video này. Khi mua Sony A7 Mark III, bạn sẽ nhận được rổ quà gồm miếng dán cường lực, dây đeo máy ảnh Peak Design, bút lau lens, thẻ nhớ Sony 32GB, pin sơ cua, túi đựng Sony và cuối cùng là một chiếc ba lô to tổ trạng. Và sau đây là thao tác đập hộp. Trong hộp chúng ta có giấy bảo hành, một loạt sách giấy hướng dẫn, dây đeo máy, các loại dây cắm, chiếc máy ảnh và dưới cùng là pin và đầu nối USB. Và sau đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Sony A7 Mark III, rất đẹp, mượt mà và sang trọng. Về thực tế cảm nhận, nếu bạn định mua Sony A7 Mark III và nghĩ nó gọn nhẹ thì bạn đã nhầm. Giờ đây combo A7 Mark III cũng rất to, rất nặng, không hề kém so với những chiếc DSLR khủng. Sony tỏ rõ tham vọng đánh vào thị trường máy chuyên nghiệp và bán chuyên. Các phím điều khiển đã được đưa hẳn ra ngoài cho dễ thao tác. Ta có vòng xoay chế độ, vòng xoay EV, bánh xe tốc độ, điều chỉnh ISO, khẩu, joystick để điều khiển điểm lấy nét. Ngoài ra còn hẳn 4 phím thao tác nhanh có thể tự đặt gồm C1 đến C4. A7 Mark III có Dynamic Range lên tới 15 stops và trên thực tế là nó không ngán bất kỳ khung cảnh tương phản nào. Đây là cảnh trong nhà tối và ngoài trời giữa trưa nắng rất chói. Việc nâng sáng và tăng màu sắc trong phòng rất đơn giản. Sau đó ta giảm sáng khung cảnh ngoài cửa sổ. Khung cảnh ở ngoài bị nhòe, ta có thể làm nét lên với lệnh Sharpen. Các vùng tối luôn có sáng, nhưng file RAW của A7 Mark III có thể làm mịn ngay cả những vùng tối và ít chi tiết nhất. Kể cả những vùng tối như vùng ghế này. Hay thậm chí rất ít ánh sáng như vùng trên trần nhà. Việc hậu kỳ với file RAW của A7 Mark III là cả một niềm sung sướng vì nó giữ lại chi tiết, màu sắc vô cùng tốt. Có thể nói là thuộc loại tốt nhất trong các máy ảnh cao cấp hiện nay. Khi A7 Mark II không nổi trội ở khoản xử lý ISO thì A7 Mark III là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đây là ISO 5000, bạn có thể thấy chất lượng của nó mượt không hổ danh một chiếc full frame. Phóng to hết cỡ ta sẽ thấy có chút nhiễu nhưng không hề mất chi tiết. Đây là ISO 12800, vẫn rất mịn và trong. Còn đây là ISO 32000, mức ISO rất cao, tuy nhiên ảnh vẫn ở mức độ dùng được, không bị nhiễu xanh đỏ, chi tiết vẫn giữ được tương đối. Đây là ISO 204800, là mức mở rộng cuối cùng. Ở mức này thì máy có thể nhìn xuyên bóng tối hơn hẳn mắt người nhìn. Tuy nhiên chi tiết ảnh sẽ rất kém. Màu da của Sony bây giờ cũng rất hồng hào bắt mắt. Và màu da này cũng được quyết định chỉ bởi một tông màu da cam. Điều này đồng nghĩa với việc bạn muốn da sáng lên, tối đi, đậm hơn hay nhạt hơn thì chỉ cần kéo màu da cam là đủ. Các thanh màu khác sẽ không ảnh hưởng. Tính năng này cũng rất giống màu của Canon, khiến cho việc hậu kỳ da của Sony dễ hơn nhiều so với các hãng khác. A7 Mark III có tốc độ chụp lên tới 10 khung ảnh trên giây. Nó nhanh như dòng máy chuyên thể thao và chuỗi ảnh liên tiếp của nó có thể ghép thành đoạn phim được. Số điểm lấy nét của A7 Mark III được phân bố rất rộng trên gần hết khung hình, không như các hệ máy khác chỉ nằm gần trung tâm. Điều này khiến khả năng lấy nét tự động của A7 Mark III trở nên rất mạnh mẽ. Tính năng cực hay mà Sony A7 Mark III cung cấp là tự động lấy nét vào mắt người mẫu. Và tính năng này hoạt động rất tốt. Nếu mẫu ở quá xa máy sẽ lấy nét vào mặt, mẫu ở gần máy sẽ lấy nét vào mắt. Bạn sẽ hầu như không bao giờ phải lo ảnh áo nét nữa. Vĩnh biệt các bệnh back front focus đáng ghét trên DSLR. Và kể cả người mẫu có quay nghiêng mặt thì máy vẫn nhận dạng rất chính xác như thế này. Tuy nhiên thì A7 Mark III cũng có một số nhược điểm khi quay, ví dụ khi bàn để lấy nét tự động, thỉnh thoảng nó sẽ lấy nét sai giật giật bị nhòe như thế này.
kể cả máy đang đứng im không lia đi đâu. Chất lượng thôn hành của A7 Mark 3 cũng khá mộc, không có bass step gì cả. Muốn nghe hay bạn phải kích bass step lên bằng phần mềm như thế này. A7 Mark 3 có chống rung cơ học trong máy, có nghĩa là chất lượng video sẽ giữ nguyên không bị giảm. Đây là điểm vượt trội hoàn toàn so với các hệ máy khác. Tuy nhiên nó vẫn sẽ không khử được rung khi đang đi hoặc chạy. Bạn vẫn cần ghim 3 giờ nếu muốn chuyển động mượt thật sự. Những năm gần đây Sony nổi tiếng với khả năng quay trong bóng tối với dòng A7. A7 Mark 3 cũng được thừa kế và phát huy mạnh tính năng này. Trên thực tế tối đen như vậy, nhưng khi nâng ISO lên, ta có thể thấy rõ một một ai đang làm gì trong bóng tối. Đây là ví dụ khác. A7 Mark 3 cung cấp slow motion chậm tới 4 lần ở độ phân giải Full HD. Có thể nói đây mới là slow motion chất lượng, làm video thương mại được. Nó khác hoàn toàn với slow motion trên điện thoại hay máy ảnh đời cũ. Với các thiết bị đó ta chỉ có độ phân giải HD nghèo nàn khoảng 60 khung hình trên giây. A7 Mark 3 có tới 120 khung hình trên giây ở độ phân giải Full HD, kèm chống rung cơ học, khử ISO cực tốt và một loạt lens chuyên nghiệp thay ra thay vào. Có thể nói A7 Mark 3 cung cấp hầu hết những tính năng mà một người quay phim cần. Về thẻ nhớ, A7 Mark 3 cung cấp tới 2 khe cắm SD để hỗ trợ cho nhau. Một dấu hiệu rất rõ ràng nữa cho thấy A7 Mark 3 được Sony ngắm vào thị trường bán chuyên và chuyên nghiệp. Bạn lưu ý hãy dùng thẻ SD tốc độ cao, ít nhất là từ 80MB trở lên. Nếu không thì sẽ không quay được video 4K. Pin của A7 Mark 3 giờ to không kém pin của dòng 5D, 6D của Canon và nó cũng rất trâu. Duy Tôm sử dụng chụp và quay thoải mái liên tục trong một ngày mà vẫn chưa hết. Cái rất hay là bạn có thể cắm sạc trực tiếp từ sạc dự phòng của điện thoại như thế này. Rất tiện khi đi xa. Trong hộp không có sạc giờ cho pin. Khi muốn sạc, bạn sẽ phải cắm sạc vào máy ảnh. Máy ảnh có kết nối không dây Wi-Fi. Tuy nhiên thì những tính năng phổ biến nhất gồm HDR, Multi Exposure, Time-lapse đã không còn nữa. Bạn sẽ phải chụp và ghép ảnh thủ công. Nói chung người đã biết thì không sao, nhưng người mới thì có thể sẽ không thích điều này. Toàn bộ tính năng cài đặt app ở các model cũ trước kia giờ đã không còn nữa. Sony không cho phép cài thêm bất kỳ thứ gì trên A7 Mark 3. Đây cũng là điều rất đáng buồn với fan của Sony. Ngoài phần lớn ưu điểm, A7 Mark 3 cũng có những nhược điểm nhất định. Ví dụ màn hình của nó không xoay lật lên được, khiến việc selfie, tự làm vlog, tự quay video trở nên rất khó khăn. Khi màn hình quay lên thì nó lại bị vướng cái viewfinder như thế này. Nói chung đây sẽ là điểm Sony cần cải tiến trong phiên bản sắp tới. Thứ hai là về menu, Sony vẫn hơi quá phức tạp khi để tới 84 điều chỉnh vào menu 1, 54 điều chỉnh vào menu 2 với những thuật ngữ rất chuyên môn như SAVCS, PP1, PP10, S-Log, vân vân và vân vân. Đây rõ ràng là chiếc máy không phải dành cho người nghiệp dư và mới chơi. Nói tóm lại, A7 Mark 3 là đối thủ cực kỳ năng ký trong phân khúc full frame bán chuyên và chuyên nghiệp. Sản phẩm Sony ngày một tốt hơn và các hãng khác sẽ phải cực kỳ lo ngại về điều này. Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video sau.